Kính thưa quý vị khán giả, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 2.000 km kênh rạch, đóng vai trò quan trọng trong việc thoát nước trên địa bàn thành phố, bao gồm 5 dòng kênh chính và hàng trăm kênh rạch nhỏ trải khắp địa bàn. Trong đó, không ít kênh rạch ô nhiễm nặng nề, tiềm ẩn nhiều mầm bệnh khiến cho người dân xung quanh phải nín thở mà sống. Để làm rõ thực trạng này, mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận thực tế của phóng viên chương trình ngay sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 2.000 km kênh rạch, đóng vai trò quan trọng trong việc thoát nước trên địa bàn thành phố. Những năm qua, với sự nỗ lực của thành phố, kênh Nhiêu Lộc, Thiện Nghè, Tàu Hủ, Bến Nghé một phần hồi sinh trở lại. Tuy nhiên, phần lớn hệ thống kênh rạch khác vẫn chưa thể thoát khỏi tình trạng bị lấn chiếm gây ô nhiễm bởi rác nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt không qua xử lý xả trực tiếp ra môi trường. Dù chính quyền ra sức kêu gọi người dân cùng chung tay bảo vệ dòng kênh, nhưng hiện thực trạng này vẫn tiếp diễn. Tại kênh 19 tháng 5, nhiều lần công nhân vệ sinh đi nạo vét, nhưng có thể thấy rác vẫn xuất hiện trở lại. Nước kênh xỉn màu, bốc mùi hôi thối khó chịu. Bên trên là hàng quán công viên, nơi người dân thường xuyên lui đến sinh hoạt. Chú làm vệ sinh trên công viên này là được năm mấy rồi. Kênh này thì chú thấy là lục bình nhiều, với rác hôi thối, nước đen, hôi lắm. Khi mình làm nó hắt lên hôi lắm. Cũng thuộc địa bàn quận Tân Phú, kênh Tân Hóa ô nhiễm không kém. Lên bên vô số rác thải nhựa từ hộp cơm, chai nước, túi ni lông, thùng xốp. Các hộ gia đình sống ở hai bên dòng kênh luôn trong tình trạng đóng kín cửa. Một trong các con kênh được điểm mặt gọi tên khi đề cập đến tình trạng ô nhiễm nặng chính là kênh nước đen. Nước kênh đen ngòm, hôi thối, rác tụ thành từng mảng. Những ụ rác hai bên bờ đầy đến mức chất đống. Nguyên nhân của thực trạng này là do người dân họp chợ ngay phía trên dòng kênh, bất chấp lệnh cấm tụ tập, kinh doanh. Ngoài ra, không ít rác thải công nghiệp, xí nghiệp may cũng xả thải về đây. Khi rác quá tải thì người dân đem đốt, rất dễ gây ra hỏa hoạn khu dân cư. Nói về rạch thì con rạch Bà Tiến dài 2 km chạy dọc phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nổi tiếng ô nhiễm. Người dân xung quanh khu vực này từ nhiều năm nay đã phải sống chung với mùi hôi thối, rác thải và dòng nước đen ngòm. Đáng nói, ngay dưới sàn nhà người dân là hàng đàn chuột sinh sống. Chúng ẩn nấp vào những bãi rác tìm kiếm thức ăn thừa. Chuột lớn, chuột nhỏ thản nhiên xuất hiện vào ban ngày trong lúc nhiều người qua lại, thậm chí chạy vào nhà người dân lục lọi, tìm ẩn nguy cơ bệnh dịch. Ở đây thì mọi người đều biết rồi, nó rất là hôi thối. Tình trạng này lâu lắm là nước thì ngập. Nhà tôi là ngập khoảng 60 phần đấy, nhưng mà chưa có tiền để làm. Nước mà cản sát cái giếng ăn là nó hôi lắm. Ở đây người ta không chịu nổi cái mùi hôi này. Bên đây là không có gì hết, có thùng rác, có đóng tiền, nhưng phía bên kia là người ta không có đóng tiền. Cho nên là rác nó không có vào, người ta quăng xuống. Bây giờ có đặt cái camera để đây nắm người, người ta vớt rác, người ta trông thấy dục xuống, người ta la, nhưng mà cũng chẳng làm gì được. Rác rất nhiều, rồi chuột bọ thì nó có chỗ trú. Chiều tối á, nó chạy quá trời chạy luôn, dưới ngoài này này. Không riêng gì tôi mà toàn bộ dân chúng là đều mong muốn là làm được cái kênh này sạch sẽ hơn và nó lại khang trang hơn. Nhiều kênh rạch khác thuộc quận Bình Tân nằm sát vách nhà dân, rác chất thành đống, phần tràn lên bờ, phần rơi vãi xuống kênh. Hành vi vứt xả rác ra môi trường như là kênh rạch môi trường nước của đô thị, khi bị phát hiện là sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 5 đến 7 triệu đồng theo quy định tại điều 20 nghị định 155/2016 của chính phủ. Khi bị phát hiện lập biên bản xử phạt xong thì còn phải bị buộc về khắc phục hậu quả, là chúng ta phải nhặt, ví dụ chúng ta vứt dưới cống xong thì phải nhặt lên khắc phục lại, không để nó gây, nó trôi chảy gây tắc nghẽn cái đường thoát nước của đô thị. Nếu mà vứt những rác thải gây ô nhiễm về mùi thì còn phải chịu những chi phí về khắc phục đối với để trả lại cái hiện trạng ban đầu. Một số vùng thì có những cái hệ thống kênh rạch rồi cống rãnh và bị ô nhiễm thậm chí là ô nhiễm rất là dữ dội. Như vậy thì nó sẽ gây ra tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, ảnh hưởng đến hệ tai mũi họng, ảnh hưởng đến hệ hô hấp của con người, đặc biệt là những người sống ở gần đó, thậm chí ở những cái bệnh lý có thể gây ra những cái bệnh lý mãn tính, và đặc biệt nó tác hại nhiều nhất là ở trẻ em, người lớn tuổi và phụ nữ có thai. Và như chúng ta biết rồi, nếu mà phụ nữ có thai bị ảnh hưởng thì ảnh hưởng đến cả một cái thế hệ sau.
Thì ngoài cái ô nhiễm không khí thì còn một cái ô nhiễm nữa mà chúng ta nhiều khi chúng ta không có để ý là ô nhiễm nguồn nước. Thì trong cái nguồn nước thì nó bị ô nhiễm rất là nhiều vi sinh vật, rồi những cái chất bẩn, rồi vi khoáng chất, rồi vân vân, thì nó sẽ gây tổn hại cho các sức khỏe con người. Và tổn hại đầu tiên thì nó có thể gây tổn hại về đường tiêu hóa, nhưng mà tổn hại lâu dài có thể gây biến đổi sự hoạt động của các tế bào, dẫn đến tình trạng suy các cơ quan về lâu về dài, thậm chí có thể gia tăng tỷ lệ ung thư. Mong chính quyền nhà nước nhanh chóng vào cuộc trùng tu cải tạo kênh rạch trong thành phố, sớm trả lại môi trường xanh cho bà con sinh sống, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp kém ý thức đã góp phần gây nên ô nhiễm trầm trọng cho hệ thống kênh rạch.